Cần Thơ Ký Sự 065, những chuỗi video, review thiết bị, tiếp tục review laptop á. Mình hay review những laptop đời xưa cũ. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem với con HP Pavilion R6 á, thế hệ thứ 3, i5 thế hệ thứ 3. i5 thế hệ thứ 3 chắc thời điểm nó khoảng năm 2012-2013 mà. Thế mình nghĩ 2013 chạy Win 8 xưa khoảng 2013-9 năm mà. À, khá dày ha, kiểu ngày xưa các bạn. Laptop xưa cái nó nặng thô cạch mà. Đây còn Pavilion G6 ha. Dân trang nước ngoài ha. i5 thế hệ thứ 3, RAM 4GB. Có thể có card gời ha. Nặng tới 2 kg gần 2 kg rưỡi. Màn hình 15.6. Pin 3 giờ. Các chức năng Wi-Fi, USB, HDMI. Rồi. Đó là trên trên mạng ha, trên hình ảnh trên mạng, còn hình ảnh thực tế thì đây. Đây hình ảnh ngoài đời ha. Ồ, mình thấy cái mặt này nó đẹp quá bạn. Tới giờ còn bóng loáng 95 89 năm 10 năm. Dày các bạn. Đang sạc đó. 2 kg rưỡi mà cảm giác nó nặng lắm. Phía sau dày ha. Đây bể banh hết rồi ha. Đây bể đâu bạn ha. Làm rơi. Bể mà vẫn chạy được á. Cái này đi xăng, xăng cái vỏ này cũng hơi khó á, đời cũ á. Thay cái vỏ khác. Mà thế hệ thứ 3 thì mình thay SSD á, ổ cứng SSD thì có thể làm ổn á, nhưng phòng làm cũng được. Đây, cổng mấy cổng bên hông các bạn. Bể nát hết rồi ha. Vega. Đó, cạc mạng xưa. Cái laptop thế hệ mới giờ là tôi bỏ cái cạc mạng này, HDMI nè. Như mấy cổng headphone bây giờ nó cũng không ghim cổng này ha, giờ headphone nó xài cổng USB. Cái camera giờ tích hợp sẵn đó. Rồi, bật nắp trúng thưởng ha. Rồi, vẫn chạy được các bạn. Đây ha. Pavilion Lion G6. CPU đó. i5 thế hệ thứ 3, 4GB. Cái này thì lỗi hiện tại gớt cái này bể chắc phím hết ăn à. Dây phím nè. À, được ta. Phím C. À, phím liệt một số ha. Phím này biết phím thay thế chưa nữa ta. Nên là biết nguyên mẫu cấp mà. Wow. Cái tem FPT nó dán vào phím nè bạn. Nghĩa là phím này từ ngày xưa tới giờ chưa từng thay ha. Nó dán dính vào phím luôn nè, từ quay vào phím nè. Cá xịn ạ. i5. Phím liệt cơ gần hết bằng phím rồi. Bể cái này cũng khá nặng nha. Màn hình nó gập ha, bể bên hay không cong ha. Chịu chỗ này. Này chắc thanh lý các bạn. Này kẹt kẹt mình để ở đây ha, mình để mình làm cái để chỗ laptop, để chỗ gắn bằng phím G vô, gắn chỗ cho xài cũng được á. Kẹt lắm mới được ha, cái còn laptop kiểu này tiêu đời. Mấy lít này vẫn còn đẹp ha.
hiếm nguyên mẫu chưa từng thay thế đâu. FPT, tem FPT đó. Màn hình 15.6 khá rộng, vết cam. Cam kiểu xưa. Phím Windows còn được ha. Chỉ còn cái Windows thôi, mấy phím kia nó hơi tèo teo rồi. Chưa cài game à. Mấy ngày xưa không chơi game chắc có cạp màn hình đó bạn. Vô mình coi đi. Lỗi cái này không cho coi. Win 10 để mới cài lại quá. Bây giờ thấy mình ít người mua HP, đeo nhiều quá. Này nhưng mà cứ coi cạc màn hình đâu ra, nó có cạc màn hình đó mà. Chỗ nào có cạc màn hình đó. Không biết chả đặc biết cái video này đặt tên gì nữa ha. Khá đẹp. Rồi. Kết thúc đây bạn.